Thưa quý vị, thưa các bạn, bất chấp những ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành gỗ và sản phẩm từ gỗ vẫn tăng trưởng rất ấn tượng. Đây là kết quả của việc nhiều doanh nghiệp gỗ mạnh dạn đổi mới, hoạt động xúc tiến thương mại, sử dụng hiệu quả các kênh tiếp thị, bán hàng trực tuyến, đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm mới. Năm 2020 là một năm nhiều biến động với nền kinh tế toàn cầu, nhưng ngành gỗ Việt Nam đã có những bứt phá và gặt hái nhiều kết quả rất đáng khích lệ bằng chính những sự năng động và nội lực của doanh nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều thời điểm hoạt động xuất khẩu hàng hóa bị gián đoạn, nhưng xuất khẩu gỗ và đồ gỗ vẫn duy trì được mức tăng trưởng trên 16%. Ngoài việc xúc tiến thương mại đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, thì giá trị xuất khẩu lâm sản 3 tháng đầu năm 2021 đã đạt con số ấn tượng, đạt xấp xỉ 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 3,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 41,5%, lâm sản ngoài gỗ đạt 243 triệu đô la Mỹ, tăng 38,4%. Ngành gỗ trở thành cỗ máy dẫn đầu trong việc giúp kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng nông lâm sản tăng trưởng. Nhờ phát huy lợi thế sản xuất và tận dụng tốt các cơ hội thị trường, Việt Nam đã vượt qua Ba Lan, Liên bang Đức, Italia để vươn lên từ vị trí thứ 5 lên thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc. Trong năm 2020 thì ngành gỗ Việt Nam đã có những cái thành quả rất đáng khích lệ. Thứ nhất là chúng ta vươn lên hàng thứ nhì thế giới và chúng ta đã đạt được mục tiêu xuất khẩu gần 13 tỷ đô và là một trong những ngành có xuất siêu cao của Việt Nam. Năm tới tiếp theo chúng tôi vẫn tin rằng cái ngành gỗ Việt Nam sẽ được tăng trưởng như những năm vừa rồi, là có nghĩa là hai con số. Bởi vì hiện nay cái chuỗi cung ứng đã thay đổi rất nhiều. Các nhà mua hàng từ các nước khác đã vào để mà mua hàng tại Việt Nam càng ngày càng nhiều, và đặc biệt là các doanh nghiệp Việt cũng càng ngày càng trưởng thành và đủ sức để cung ứng những cái đơn hàng lớn. Vì vậy trong tương lai cái ngành gỗ Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển và Việt Nam sẽ trở thành một trong những cái địa điểm để mà cung cấp đồ nội thất lớn nhất thế giới. Dịch COVID-19 khiến hoạt động giao thương quốc tế bị hạn chế, gây ra không ít khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng ngành gỗ và sản phẩm từ gỗ cũng tạo ra những cơ hội thị trường mới. Người tiêu dùng Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc có xu hướng chuyển qua mua hàng của Việt Nam vì có môi trường sản xuất an toàn nhờ kiểm soát dịch COVID-19 một cách chặt chẽ, trong khi hàng loạt quốc gia phải tạm dừng sản xuất, đóng cửa nhà máy. Mặt khác, các doanh nghiệp gỗ và nội thất Việt Nam có khả năng nhận diện thị trường tốt và tận dụng các cơ hội khá hiệu quả. Khi mà chúng ta có được một cái nguyên liệu ổn định và cái nguồn gốc gỗ hợp pháp thì đấy cũng chính là cái điều kiện để chúng ta hỗ trợ cho ngành phát triển một cách bền vững và được thị trường quốc tế công nhận và thừa nhận một cách chính thức. Vì thế chúng ta có điều kiện để chúng ta phát triển một cách ổn định mà không bị những cản trở bởi những quy định về nguồn gốc gỗ hợp pháp của thế giới, cũng như là cái cách nhìn của thế giới đối với ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam chúng ta là một ngành công nghiệp sản xuất sạch và xanh, chứ không phải gắn liền với sự phá rừng hoặc phá hoại cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thì đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó đấy, để phát triển bền vững thì chúng tôi cũng vô cùng quan tâm đến việc đưa công nghệ vào cho sự phát triển của ngành. Thì hiện nay có một điều vô cùng thuận lợi là cái ngành sản xuất máy móc công nghệ CNC cũng đang phát triển rất tốt, đang phát triển rất mạnh cho ngành công nghiệp chế biến gỗ. Cho nên chúng tôi luôn luôn là có những cái buổi hội thảo để giới thiệu các cái máy móc thiết bị hiện đại tự động đến với các doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp giải quyết được cái bài toán sử dụng lao động, nhiều lao động trong cái ngành công nghiệp chế biến gỗ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất quan tâm và đưa các cái chương trình về sử dụng các cái phần mềm quản trị, và đặc biệt đấy là cùng với sự hỗ trợ của truyền thông cũng như là hỗ trợ của chính phủ, thì chúng tôi tin rằng đấy là ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam chúng ta còn phát triển nhiều hơn nữa và phát triển một cách bền vững. Trong bối cảnh giao thương hạn chế, kinh tế toàn cầu suy giảm, việc ngành chế biến gỗ và nội thất Việt Nam vươn lên khẳng định vị thế mới là kết quả của một quá trình nỗ lực thích ứng, đổi mới từ đầu tư sản xuất đến đa dạng hóa hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng. Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, các chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại đồ gỗ và nội thất hầu như không tổ chức được cả trong nước và quốc tế. Nhưng doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tối đa các kênh quảng bá, xúc tiến thương mại từ online đến offline để duy trì sự hiện diện và năng động của mình với các đối tác mua hàng. Riêng kênh online trên các nền tảng triển lãm trực tuyến dành cho ngành gỗ trong đợt cao điểm của đại dịch COVID-19 đã quy tụ được gần 10.000 sản phẩm đến từ 70 doanh nghiệp. Với diện tích trưng bày tương đương hơn 20.000 m², được scan bằng công nghệ 3D, trở thành kênh thương mại hiện đại và đắc lực cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã đầu tư nhân sự để vận hành gian hàng trực tuyến và quản lý tốt kênh truyền thống mới, đầu tư hình ảnh sản phẩm, showroom đẹp và tích cực tương tác với khách hàng để phát huy tối đa hiệu quả. Hiện nay thì Sadako đã tiếp cận với hệ thống bán lẻ Amazon.
và cũng như tiếp cận vào các cái hệ thống mà cung ứng dịch vụ. Và Sarako cũng đang cân nhắc để mà thiết lập một cái hệ thống mà có thể là mình sẽ tham gia vào đấy thông qua các hệ thống dịch vụ, hoặc là mình sẽ thiết kế trực tiếp vào các kho hàng. Bởi vì đối với Sarako thì trước kia Sarako đã có cái kinh nghiệm là trực tiếp cung ứng hàng hóa vào một số các cái doanh nghiệp của những cái thời kỳ, những cái năm trước kia đó, ví dụ như là Costco, ví dụ như một số các cái doanh nghiệp lớn khác của Mỹ rồi, đã bán cái đấy vào, và cái hiệu quả bán hàng phải nói là hết sức là cao nếu như mình mà thiết kế cái hệ thống ấy một cách chuẩn và mình thành công trong hệ thống đó thì cái hiệu quả mang lại không hề nhỏ. Để hướng tới mục tiêu giữ vững thị trường trong nước, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 14 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, việc tận dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm đa dạng hình thức xúc tiến thương mại, tiếp cận khách hàng là giải pháp hết sức cần thiết. Về lâu dài, doanh nghiệp cần chú trọng cải tiến năng suất lao động, giá trị sản phẩm, đặc biệt lưu ý xu hướng của các nhà mua hàng hiện nay là tìm kiếm những sản phẩm sử dụng vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sản phẩm có thể chuyển đổi công năng, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, việc hỗ trợ của các bộ ngành trong định hướng phát triển, cơ chế chính sách cũng hết sức cần thiết nhằm giúp ngành gỗ và các sản phẩm từ gỗ phát triển. Mong rằng nhà nước mình có những chính sách gọn hơn và tạo cơ hội cho những doanh nghiệp để phát triển và xuất khẩu cho nó đơn giản hóa hơn. Đối thủ của chúng ta là những doanh nghiệp làm không có hợp pháp, không hợp thức hóa, từ đó những doanh nghiệp danh chính ngôn thuận thì nó bị trở ngại lại. Có khi hợp đồng mong nhà nước chặt chẽ hơn và kiểm soát kỹ cho những doanh nghiệp chung để phát triển cùng với nhau. Cùng với sự hỗ trợ của chính phủ, sự năng động của các doanh nghiệp, khi các giải pháp đầu tư xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp phát huy hiệu quả, chắc chắn tăng trưởng của ngành gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam trong năm 2021 sẽ không chỉ giữ vững mà còn có thể tạo nên những thành quả lớn hơn, trụ vững ở ngôi Á quân toàn cầu trên thị trường đồ gỗ thế giới.